Mợ ơi, hôm nay là ngày rằm 15 tháng 7 2028, chủ nhật 18 tây tháng 8 2024, lễ Vu Lan, lễ báo hiếu. Con làm chả giò, đứt trà, cúng mợ. Mợ về thăm con nha, và cho con gửi lời thăm hết tất cả các anh, các chị, các bác, các chú ở trên trời với mợ đó. Rồi mợ phù hộ cho mọi người dưới đây cũng được bình an, nhiều sức khỏe và mọi sự may mắn trong cuộc sống ở nước ngoài xứ sở Thụy Sĩ này mợ nha. Con cảm ơn mợ nhiều lắm đó. Nhớ mợ thật nhiều.